Hello xin mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với All Star Ray of Dream Stop. Ông đã rất được phần trước. Mình ngồi mình luẩn qua luẩn quẩn với cái máy cao buổi tối giờ mới quay được. Cái Frap Rincon thế nên là phải dùng Bandicam quay, mong là nó không gặp vấn đề gì chúng quay. Sao lại Raider lại? Mày đừng làm như vậy với tao được không? Đen xì là như nào? Ok, never mind. Mình cứ tưởng mình lại làm cái gì rồi chứ. Ok, trời lại mưa phải không? Rồi thật tuyệt vời phải không? Chúng ta ngồi chúng ta... À đúng rồi, mình đang định làm cái... Hòm. À mình đang định suy nghĩ chuyện đấy là gọi Hưng vào chơi cùng. Tại vì có Hưng và Hưng sẽ giúp mình rất là nhiều thứ. Những thứ như những thứ... Fuck! Hát xì ơi, khiếp... Tự nhiên lúc này hát xì ơi! Kinh tế gần hết rồi. Rồi nó sẽ giúp mình khá là nhiều thứ. Thứ vì không biết vì nó chơi Don't Starve khá lâu rồi. Hiện tại vẫn đang chơi. Mình cơ bản là mình cướp series của nó. Nhưng sao chúng ta còn vẫn có thể nhờ Hưng với một tinh thần rất là bẹn bà. Chúng ta sẽ làm một cái hòm ở đây để vì mình khá là thiếu chỗ để đồ. Mình sẽ cất đồ ăn vào trong này này. Tiếp theo là mình sẽ cất hoa này. Cất cái gì nhỉ? Cất cái mũ này đây. Tại vì mình thật sự chưa cần những cái mũ đó lắm. Hai cái này mình chưa thật sự dùng đến. Ok, chúng ta sẽ đi làm cái crook pot đúng không? Mà xem nào, crook... À, cook pot nhầm. Crook pot. Cook pot. Crook pot đúng thật. Mình cần than. Than thì cần phải đốt cây. Yep. Chúng ta cần phải làm tạm thời cái này để đi đốt cây. Đốt được cây chỗ này là không ảnh hưởng gì đến rừng đúng không? Đốt đó. Rồi chạy. Ok. Mày thôi bỏ cái đấy xuống thì cần mình dùng. Nó chỉ cháy mỗi cây này, nó không lan sang cây này à? Oh shit. Tay à? God damn it. Dính tí rồi. Chỗ này có ấy rồi. Chỗ này có đồ ăn đấy. Rồi chạy nhanh. Rồi ra lấy đồ ăn cái. Ồ, nước, lượng nước nó vẫn tăng nhỉ, mặc dù mình đội cái nón này đáng lẽ theo logic thì mình sẽ không bị làm trao chứ. Trao kỳ nạ dựa. Mình cần bao nhiêu cục than nhỉ? Khoảng 3 cục than đúng không? Bọc. Cứ lấy tầm khoảng 3 cục xem. Ồ, sắp chết đói rồi là ai? Oh shit. God damn it. Ta bị nhập rồi, sắp chết đói rồi. Cút đi. À. Từ á, mình đốt lửa lên nhé. Nước lửa trần vườn sương sớm đấy em nè. Ăn phát tính sau. Rồi hết mưa rồi. Cảm ơn ông rời. My god. Khổ chúng mày. Sao nào? Sao cũng... Chúng mày muốn tao đốt rừng à? What the fuck. Mình đang bị giảm gọi là tụt tinh thần khá là nhanh. Lại chỉ vì cái người mình đang ướt. Khá là cáu tiết. Ô đây nào. Ok, mình cần phải kiếm cái cây ở đấy mình đốt. À, như kiểu cái cây không, từ từ mình phải lấy hết đồ ăn đã trước khi đốt, không là phí lắm. Không thì mình phải cố gắng kiếm cái cây ở cách xa mấy các cây khác một tí để đốt cho đỡ phí. Rồi cây này chẳng hạn là cây này chẳng hạn. Tiếp theo là cái cây dưới đây chẳng hạn. Chắc nó sẽ không lan vào các cây khác đâu. Nice, ok, đau quá. Ha, cà rốt này. Hiện tại chưa tối, mình cứ đi nhặt mấy cái này đã. Oh, hay quá. Sao tự nhiên có con nào chết ở đây này. Ok, nó thi thôi. Món. Mình quên béo mất là công thức làm thức ăn dùng thịt chim như lào rồi, khó nhỉ. Fuck you. Oh, cái gì đây. Oh, beech nut à. Beech nut, đây là hạt rẻ của cây gì đấy. Mình hình như mình có thể nướng cái này lên mình ăn được. Yeah. Hình như là như vậy. Hình như là như vậy đó. Ok. Rồi chúng ta có thể làm được cái chưa? Science. Không chúng ta có thể làm được. Crook pot nhầm. Yeah. Rồi chúng ta có thể làm đồ ăn. Đồ ăn thì mình sẽ cho cái này vào đây. Cái này mình có cho vào. Không được. Mình chỉ có thể trồng cây thôi. Mình không rõ cái này được không nhỉ?
Có thịt vào là được đúng không? Không rõ nữa. Ok, cất cái này vào đây. Khó lắm mới kiếm được miếng thịt xong cùng cho vào rồi. Nice. Mình có thật sự phải kiếm cách để bẫy chim các kiểu. Oh, hay. Nice. Mình ăn luôn được đó. Khá là ít. Nhưng mà thôi, có còn hơn không? Mình có thể nhặt mấy cái này để dụ chim đúng không? Mình không rõ là có được không. Tại vì chim nó cần phải một cái riêng cái bẫy của chim nó. Nếu mình nhớ không nhầm. Xem là cùng chan nào. Nó là cái bẫy này đây, bird trap mình cần. Trap với cả bird trap chỉ khác là mình cần tơ nhện nữa. Tơ nhện nó khá là khó kiếm vào thời điểm hiện tại. Nhưng mình có giáp gỗ rồi. Mình cũng có thể có được một cái giáo nếu mà mình muốn. Không phải là khó khăn gì. Thế à? Đáng suy nghĩ. Mình có thể nấu cái này để ăn được đúng không? Yeah. Yep. Bên kẹo. Mình nên lấy ít cái này. Làm hai cái ăn. Mình sắp hết lửa rồi. Xì. Ok. Ăn. Chả được bao nhiêu. Ít quá rồi. Thằng này cũng nhận nó đói. Kinh rõ cơ man này. Hình như mình cần cái potato thing với cả một cái gì nữa hay sao ấy. Thì mới làm với cả cái box thing. Thì mình mới làm được cái cổng. Hình như là mình nghĩ mình nhớ không nhầm là như thế. Cái việc đấy không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Nhanh sao nhanh nào. Ôi dồi ôi, sắp hết đồ rồi, giờ mình mới để ý. Shit. God damn it. Oh, nó bị ướt, đâm ra là nó vẫn tắt khá là nhanh. Dead. Why? Sparkly. Mình cũng có thể lấy cái này để mình làm cái mũ sáng. Oh shit, sáng của tôi cái please no. Hay sao? Dâu rồi, giá ba rồi tối như vậy, sắp tối sắp chết rồi. Mình cần phải kiếm ngay một cái gì đấy trước khi mọi thứ kết thúc như cuộc đời mình. Dạ. Cảm ơn đường anh ơi. Anh ơi đừng tắt anh ơi. Em ơi cố một tẹo nữa thôi, sắp được rồi. Một tẹo nữa thôi. Cố lên em. No. Dạ. Đấy, mình muốn tắt rồi, tắt. Ok, chúng ta sẽ đi làm một cái giáo để xem gần đây có cái ổ nhện nó. Yep, ổ nhện hình như nó ở tít dưới này thì phải. Yep, nó tít dưới này hoặc là mình có thể chạy thẳng sang bên này. Không, nó bị ngăn cách bởi cái biển đấy rồi. Ok, cool story. Ok. Thế này không tổ nhện à? Có lẽ mình phải đi một loanh quanh một tí thôi. Chop. Ok, là cây cháy rồi mình nha. Ok. Làm sao nó đốt ở đây nhỉ? Nice. Ok, lấy mấy cái này về làm giáo. Yep. Rồi, mình cần bao nhiêu để làm cái kiếm này nhỉ? Yep, đủ rồi đấy, nhưng mà mình cần về nhà mới làm được. Chúng ta sẽ đi đánh nhện. Chúng ta cần phải bắt chim về chúng ta ăn, chứ thế này thì không sống được. Ăn có mỗi hoa quả này, thằng này nó ăn như con hạm ấy. Đấy là không sống nổi. Hoặc là mình có thể làm xẻng để mình đào mấy cái này về mình... À nhưng mà không có phân. Cái gì? Khó thật. Hình là không có phân. Thực ra thì nếu mà mình cho cái bọn lợn ăn thì mình cũng được phân đúng không? Yeah. Đúng rồi. Nếu mình cho bọn lợn ăn hoa quả, mình chúng nó cũng ra phân. Mình có thể lấy phân đấy mình về bón cây được. Và gần nhà mình cũng có lợn. Không hẳn là có lợn, nhưng mà có mấy cái nhà. Có cái nhà ở đâu đấy ở chỗ này đúng không? Tuy nhiên khá xa rồi. Khá là xa đấy. Mình cứ tưởng là gần nhưng mà khá là xa đấy. Xa đấy. Shit. Ok, tôi tự giáp à, gần đấy có cái hồ cá có phải ngon lắm. Chúng ta có thể có chả cá suốt ngày nhưng mà đời nó không như mơ, tình nó không như thơ như thế. Thôi cứ đi xuống này xem nào. Lại vừa tiếp à? Khó sống vậy. Ok. What?
the fuck? Vậy sao sống đấy? Mình chỉ có thể solo đánh nhau với con kia thôi, nhưng mà mình không muốn thế, thế nào cả đuổi mình rồi kìa. Chưa gì, tao đã chưa làm gì mày, mày đã đuổi theo tao là như nào đây? Cà khịa đánh nhau à? What the fuck? Vừa phải thôi chứ. Vừa phải thôi chứ. Quá đáng vậy. Quá đáng, nó cũng vừa vừa thôi chứ. Xem nào. À, để mình đi xuống cái này mình gọi là kiểm tra khảo sát cái chỗ này xem nó như nào rồi. Có khá là nhiều với cái quặng vàng này, mình lấy vàng đơn giản thôi. Chuyện khá là đơn giản. Đây là cái chỗ cũ của mình này, trồng cây xung quanh có quả ở đây luôn này. Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Tại vì gần đây có cái nhà gấu, à nhà ấy đúng không, nhà lợn đúng không? À không, ở gần đây có cái giở hơi này, wet grip, cái nghĩa trang này. Ăn tạm đi, ăn tạm đi. Fuck, đói quá, đói quá, mặc dù cái thằng trong game cứ đói nhưng mà đã tối rồi á. Nhanh vậy, không sao, mình có đuốc nên mình có thể chạy về nhà được, nhưng mà nhanh vậy. What the fuck? Thôi cứ từ từ á, mình cần phải đi giết nhện mình lấy tơ, mình còn trang trải cuộc sống sau này như thế này thì chết. Từ từ tạm thời làm cái ấy đã. Giết nhện đi. Giết nhện đi. Solo thôi. Ăn đi. Vậy còn thế này nữa. Có ấy không nhỉ? Survival đâu rồi? Có ô đúng không? Thì mình thiếu mùa hoa. Làm nhanh kiểu ô vậy chứ thế này mưa nước tăng nhanh này não tụt kinh lắm. Kiếm đâu rồi nhỉ? Hoa này. Ít hoa quá. Một bông đống hoa vứt ở nhà, vét thế vậy. Hai. Fuck. Cái gì thế? Chúng mày bị dở hơi à? Điên à? Vừa phải thôi. Ôi trời ơi, nào nó tụt kinh quá, chỗ này không có nhện à? Ồ, tuyệt vời thế còn gì nữa. Không có nhện mà con ạ. Ở bên kia, mình cứ tưởng bên đây có nhện à, lỗi quá kế. Lỗi vậy thì sao mà chơi hả Khánh? Chơi kiểu gì đấy? Oh my god. Ôi trời ơi, nhìn quá, sợ quá, hại quá, hu hu hi hi. Ôi, tăng 27 nhanh thế nhờ. Đội mũ này như chả ở đây làm gì cả ấy. Nó ít lắm, nó giảm được ít ra, cảm ơn đấy. Bốn thôi. Có quả kia, lấy về ăn đi. Ok, thank you. Mình thật sự cần phải cài cái mốt nhặt đồ nhanh chứ không thế này. Mệt quá. Ô, chạy nhầm đường, tốt quá làm gì ạ. Đi sang bên kia, thế em phải khắm. Ô, quả. Còn lâu mới tối, cứ từ từ. Rồi, hay quá, đủ cái giở hơi rồi. Survival nào, làm tạm cái ô vậy. Rồi. Nó... Ôi giờ nó tăng từ từ, không tăng nhanh, nó chỉ tăng từ rồi, gần đúng gần đấy rồi quá. Set nữa, set rồi đánh ra mình sanity của mình tụt khá là nhanh. Fuck me. Fuck my life. Ha. Khó khăn nhỉ. Sao mình khó khăn nhỉ, nó ngủ chưa? Ngủ rồi đúng không? Nhưng mà quả trứng nó ngồi lên à? Đệt. Lôi ngồi lên quả trứng rồi. Ơ thôi không có gì ạ. À. Em đùa đấy. Em đùa đấy. Em định hỏi quả trứng ở đâu thôi chứ em có định lấy quả trứng đâu. Đừng đùa ra lớp blitz. Ok. Mà đó. Mình đang định định rồi. Ai ngờ thật. Thôi lớp gang doesn't lie bad time. Nếu mà mình đào con này ra mình sẽ được cái con chuột để mình ăn đúng không? Mình thật sự mình cần phải lấy cái xẻng. Sao mình nghĩ như vậy? Ơ! Nhà mình ở đâu ấy nhỉ? Oh what the fuck? Mình chạy đâu này? Ơ kìa! Ơ kìa em đi đâu đấy?